Nehemi chương 3 Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Mananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất con cháu của Sena sẽ cắt cửa cá, chúng đặt khuôn và tra cánh chốt với then nó. Kế chúng Meremot con trai của Uri, cháu của Hà Cốt, lo sữa say. Kế chúng Mesulam, con trai Berekia, cháu Mese Salen làm tu bổ. Kế chúng Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng những người Teco, a tu bộ, xong các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình Yeyada, con trai của Phasea và Mesula, con trai của Besodia, sửa xây các cửa cũ lại. Chúng lập nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia là người Gabaon và Yadon là người Meronoth cùng những người Gabon và người Mít Ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng Ucien con trai hạt Haja, một kẻ trong bọn thợ vàng tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ Rephaya con trai của Hura làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ. Kế họ Vinaya, con trai harum tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người Hát Túc, con trai của Hasapnia, tu bổ. Mankiya, con trai của Harim và Hasup, con trai của Fahak Moab, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng, Salum, con trai của Halohe, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem và các con gái của người đều tu bổ Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trống. Chúng xây cắt nó tra cánh cửa chốt và thang. Cũng xây một ngàn thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankija con trai Recap quản lý quận Beth Hakeren sửa cái cửa phân. Người xây cắt nó tra cánh cửa chốt và then. Salun con trai của con Hose quản lý quận Mith-Ba, sửa cái cửa giếng người sẽ cắt nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then. Cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Cái người Nehemi, con trai của Ahok, quản lý phân nửa quận Bethsur sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến ao đã đào và cho đến các nhà của các dũng sĩ. Cái người Rehum, con trai Bani, người Levi, tu bổ. Cái người hasabia quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ về phần quận mình. Cái người có anh em của họ là Bavai, con trai của henadad quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ. Cái người Ese, con trai của Yosue, quản lý ba tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên khi binh khí ở về góc thành sau người có ba rút con trai của sáp bay lái lầm sốt sáng tu bổ một phần khác từ góc thành cho đến cửa vào nhà eliasip thầy tế lễ thượng phẩm sau người có mere mốt con trai uri cháu ha cốt sửa một phần khác từ cửa vào nhà eliasip cho đến cuối nhà người sau người có những thầy tế lễ là kẻ ở đồng bằng vô đanh tu bổ kế chúng Benjamin và Hasub tu bổ phần đổ ngang nhà mình, kế chúng Asaria con trai của Amaseria, cháu Anania tu bổ phía bên nhà mình, kế người Binui con trai của Henadad sửa một phần khác từ nhà Asaria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. Phalan, con trai của Usai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục kế đó có Phenanya con trai của Pharos tu bổ và người Nethinim ở tại hofen cho đến nơi đấu ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra kế người ấy có người Thekoa sửa một phần đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ophen những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình sau chúng Sa Đốc con trai Ime sửa nơi đối ngang nhà mình kế sau người có semaya con trai secania kẻ giữ cửa đông tu bổ kế người hanania con trai của selemia và hanun con thứ sáu của salab sửa một phần khác kế chúng mesulam con trai của berekia sửa nơi đố ngang nhà mình kế người mankia một người trong bọn thợ vàng sửa cho đến nhà của người nethinim và tay buôn bán đố ngang cửa mi phơ cát và cho đến nơi dốc gấp thành còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa chiên